Luận Đại Trí Độ, tác giả Long Thọ, dịch Vạn Gia Hán, Cưu Ma La Thập, Việt dịch Hòa Thượng Thiện Siêu. Cuốn 81, giải thích phẩm 6 độ tương nhiếp thứ 68 tiếp theo, Kinh Tu Bồ Đề Bạch Phật rằng, Bạch Đức Thế Tôn, làm sao Bồ Tát trú trong nhẫn ba la mật, nhiếp thủ thí ba la mật? Phật dạy, Bồ Tát từ khi mới phát tâm, cho đến khi ngồi đạo tràng, ở khoảng trung gian ấy, nếu có chúng sinh đi đến sân giận, mắng nhiếc hoặc cắt từng chi phần mà Bồ Tát vẫn nhẫn nhục nghĩ rằng ta nên bố thí cho tất cả chúng sinh chẳng nên không cho, cần ăn cho ăn, cần uống cho uống, cho đến mọi vật cần dùng để nuôi sống đều cho hết, đem công đức ấy chia sẻ cho chúng sinh, cùng hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát ấy trong khi hồi hướng không sinh hại tâm, nghĩ rằng ai hồi hướng đến chỗ nào. Thế là Bồ Tát trú trong nhẫn nhục ba la mật, nhiếp thủ thí ba la mật. Bạch Đức Thế Tôn, làm sao Bồ Tát trú trong nhẫn nhục ba la mật, nhiếp thủ giới ba la mật? Phật dạy, Bồ Tát từ khi mới phát tâm cho đến khi ngồi đạo tràng, ở khoảng trung gian ấy, chọn không cướp mạng kẻ khác, không lấy của không cho, cho đến không tả kiến, cũng không thèm tham địa vị thành phần bích trì Phật, đem công đức ấy chia sẻ cho chúng sinh, cùng hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát ấy trong khi hồi hướng không sinh ba tâm, nghĩ rằng ai hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, dùng pháp gì hồi hướng đến chỗ nào. Ấy là Bồ Tát trú trong nhẫn ba la mật, nhiếp thủ giới ba la mật. Bạch Đức Thế Tôn, làm sao Bồ Tát trú trong nhẫn ba la mật, nhiếp thủ tinh tấn ba la mật? Phật dạy, Bồ Tát trú trong nhẫn ba la mật, sinh tâm tinh tấn nghĩ rằng ta sẽ đi qua một do tuần, hoặc mười do tuần, hoặc ngàn vạn ước do tuần, quá một thế giới, cho đến quá trăm ngàn vạn ước thế giới, giáo hóa chúng sinh, cho đến dạy một người khiến thọ trì năm giới, huống gì dạy khiến được quả Tu Đà Hoàng, cho đến quả A La Hán Bích Chi Phật Đạo, vô thượng chánh đẳng chánh giác, đem công đức ấy chia sẻ cho chúng sinh, cùng hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ấy là Bồ Tát trú trong nhẫn ba la mật, nhiếp thủ tinh tấn ba la mật. Bạch Đức Thế Tôn, làm sao Bồ Tát trú trong nhẫn ba la mật, nhiếp thủ thiền ba la mật? Phật dạy, Bồ Tát trú trong nhẫn ba la mật, lìa dục, lìa pháp ác bất thiện, có giác, có quán, lìa dục sinh hỷ lạc vào sơ thiền, cho đến vào đệ tứ thiền, ở trong các thiền ấy tịnh tâm, tâm số pháp, để hồi hướng về nhất thiết trí. Trong khi hồi hướng, Bồ Tát ấy đối với các thiền và thiền chi đều không thể có được. Ấy là Bồ Tát trú trong nhẫn ba la mật, nhiếp thủ thiền ba la mật. Bạch Đức Thế Tôn, làm sao Bồ Tát trú trong nhẫn ba la mật, nhiếp thủ bát nhã ba la mật? Phật dạy, Bồ Tát trú trong nhẫn ba la mật, quán các pháp, hoặc tướng lìa, hoặc tướng tịch diệt, hoặc tướng vô tận, không do tướng tịch diệt thủ chứng, cho đến ngồi đạo tràng, được trí nhất thiết trùng, từ đạo tràng đứng dậy chuyển bánh xe pháp. Ấy là Bồ Tát trú trong nhẫn ba la mật, nhiếp thủ bát nhã ba la mật, vì không lấy không bỏ. Tu Bồ Đề Bạch Phật rằng, Bạch Đức Thế Tôn, làm sao Bồ Tát trú trong tấn ba la mật, nhiếp thủ thí ba la mật? Phật dạy, Bồ Tát trú trong tấn ba la mật, thân tâm tinh tấn không giải đãi, không ngừng nghỉ, nghĩ rằng ta chắc chắn sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác, không thể không được. Bồ Tát ấy vì lợi ích chúng sinh mà đi qua một do tuần, hoặc trăm ngàn vạn ước do tuần, hoặc qua một thế giới, hoặc qua trăm ngàn vạn ước thế giới, trú trong tấn ba la mật. Nếu không gặp được một người để giáo hóa khiến vào Phật đạo, hoặc vào Thanh Văn đạo, hoặc Bích Chi Phật đạo, hoặc gặp được một người giáo hóa khiến tu mười thiện đạo tinh tấn không giải đãi, khiến nhiếp thủ pháp thí và tài thí, đem công đức ấy chia sẻ cho chúng sinh, cùng hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, không hồi hướng đến Thanh Văn Bích Chi Phật, ấy là Bồ Tát trú trong tấn ba la mật, nhiếp thủ thí ba la mật. Bạch Đức Thế Tôn, là sao Bồ Tát trú trong tấn ba la mật, nhiếp thủ giới ba la mật? Phật dạy, Bồ Tát trú trong tấn ba la mật, từ khi mới phát tâm cho đến khi ngồi đạo tràng, tự mình không sát sinh, không dạy người sát, tán thán việc không sát sinh, hoan hỷ tán thán người không sát sinh, cho đến tự mình xa lìa tà kiến, dạy người khác xa lìa tà kiến, tán thán việc không tà kiến, hoan hỷ tán thán người không tà kiến. Bồ Tát ấy trú trong giới ba la mật, không cầu phước báo ở cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, không cầu địa vị Thanh Văn Bích Chi Phật, đem công đức ấy chia sẻ cho chúng sinh, cùng hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, không sinh ba tâm, không thấy người hồi hướng, không thấy pháp hồi hướng, không thấy chỗ hồi hướng. Ấy là Bồ Tát trú trong tấn ba la mật, nhiếp thủ giới ba la mật.
Bạch Đức Thế Tôn, làm sao Bồ Tát trú trong tấn Ba La Mật? Nhiếp thủ nhẫn Ba La Mật. Phật dạy, Bồ Tát trú trong tấn Ba La Mật từ khi mới phát tâm cho đến khi ngồi đạo tràng. Ở khoảng trung gian ấy, hoặc người hoặc phi nhân đi đến các từng chi phần, Bồ Tát nghĩ rằng kẻ cắt ta là ai, kẻ xẻo ta là ai, kẻ cướp ta là ai, lại nghĩ rằng ta được thiện lợi lớn, ta vì chúng sinh nên thọ thân, chúng sinh lại tự đi đến nhận lấy. Khi ấy Bồ Tát nhớ nghĩ một cách chân chánh thật tướng các pháp, đem công đức ấy chia sẻ cho chúng sinh cùng hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, không hồi hướng đến địa vị thanh văn bích chi Phật. Ấy là Bồ Tát trú trong tấn Ba La Mật, nhiếp thủ nhẫn Ba La Mật. Bạch Đức Thế Tôn, làm sao Bồ Tát trú trong tấn Ba La Mật, nhiếp thủ thiền Ba La Mật? Phật dạy, Bồ Tát trú trong tấn Ba La Mật, lìa dục, lìa pháp ác bất thiện, có giác có quán, lìa dục sinh hỷ lạc vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vào từ bi hỷ xả cho đến vào phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ, không đem thiền vô lượng định vô sắc ấy đánh thọ quả báo mà sinh đến nơi làm lợi ích chúng sinh, đem sáu ba la mật thành tựu chúng sinh, từ một cõi Phật đến một cõi Phật, thân cận cúng dường chư Phật, gieo trồng căn lành, ấy là Bồ Tát trú trong tấn Ba La Mật, nhiếp thủ thiền Ba La Mật. Bạch Đức Thế Tôn, làm sao Bồ Tát trú trong tấn Ba La Mật, nhiếp thủ bát nhã Ba La Mật? Phật dạy, Bồ Tát trú trong tấn Ba La Mật, không thấy pháp thí Ba La Mật, không thấy tướng thí Ba La Mật, cho đến không thấy pháp thiền Ba La Mật, không thấy tướng thiền Ba La Mật, bốn niệm xứ cho đến trí nhất thiết trùng, cũng không thấy pháp, cũng không thấy tướng, không thấy pháp, phi pháp, phi phi pháp, đối với pháp không còn dính mắc. Bồ Tát ấy làm đúng như nói, ấy là Bồ Tát trú trong tấn Ba La Mật, nhiếp thủ bát nhã Ba La Mật. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, làm sao Bồ Tát trú trong thiền Ba La Mật, nhiếp thủ thí Ba La Mật? Phật dạy, Bồ Tát trú trong thiền Ba La Mật, lìa dục, lìa pháp ác bất thiện, có giác có quán, lìa dục sinh hỷ lạc vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vào tứ bi hỷ xả cho đến vào phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ. Ở trong thiền Ba La Mật, tâm không tán loạn, thực hành tài thí và pháp thí cho chúng sinh, tự thực hành hai thí, dạy người khác thực hành hai thí, tán thán pháp hai thí, hoan hỷ tán thán người thực hành hai thí, đem công đức ấy chia sẻ cho chúng sinh, cùng hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, không hồi hướng đến địa vị thanh văn bích chi Phật. Ấy là Bồ Tát trú trong thiền Ba La Mật, nhiếp thủ thí Ba La Mật. Bạch Đức Thế Tôn, làm sao Bồ Tát trú trong thiền Ba La Mật, nhiếp thủ giới Ba La Mật? Phật dạy, Bồ Tát trú trong thiền Ba La Mật, không sinh tâm dâm dục, sân giận, ngu si, không sinh tâm não loạn người khác, chỉ tu tâm tương ưng với trí nhất thiết trí. Với nhất thiết trí, đem công đức ấy chia sẻ cho chúng sinh, cùng hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, không hồi hướng đến địa vị thanh văn bích chi Phật. Ấy là Bồ Tát trú trong thiền Ba La Mật, nhiếp thủ giới Ba La Mật. Bạch Đức Thế Tôn, làm sao Bồ Tát trú trong thiền Ba La Mật, nhiếp thủ nhẫn Ba La Mật? Phật dạy, Bồ Tát trú trong thiền Ba La Mật, quán sắc như bọt nước, quán thọ như bóng nước, quán tưởng như sóng nắng, quán hành như cây chuối, quán thức như huyễn. Trong khi quán thấy năm uẩn không bền chắc, nghĩ rằng kẻ cắt ta là ai, kẻ xẻo ta là ai, ai thọ, ai tưởng, ai hành, ai thức, ai mắng, ai chịu mắng, ai sinh sân hận. Ấy là Bồ Tát trú trong thiền Ba La Mật, nhiếp thủ nhẫn Ba La Mật. Bạch Đức Thế Tôn, làm sao Bồ Tát trú trong thiền Ba La Mật, nhiếp thủ tấn Ba La Mật? Phật dạy, Bồ Tát trú trong thiền Ba La Mật, lìa dục, lìa pháp ác bất thiện, có giác có quán, lìa dục sinh hỷ lạc vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, từ các thiền và thiền tri ấy chấp thủ tướng và sinh các thần thông như đi trên nước, đi trên đất, vào đất như vào nước. Có thiền nhĩ nghe hai thứ tiếng, tiếng trời, tiếng người, biết tâm kẻ khác, hoặc thù nhiếp hoặc tán loạn cho đến tâm có thượng, tâm vô thượng. Nhớ biết các đời trước, có thiên nhãn thanh tịnh hơn mắt người, thấy chúng sinh cho đến thọ quả báo như nghiệp đã tạo. Bồ Tát trú trong năm thần thông ấy, từ một cõi Phật đi đến một cõi Phật, thân cận cúng dường chư Phật, gieo trồng căn lành, thành tựu tuệ giác cho chúng sinh, nghiêm tịnh cõi Phật, đem công đức ấy chia sẻ cho chúng sinh cùng hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ấy là Bồ Tát trú trong thiền Ba La Mật, nhiếp thủ tấn Ba La Mật. Bạch Đức Thế Tôn, làm sao Bồ Tát trú trong thiền Ba La Mật, nhiếp thủ bát nhã Ba La Mật? Phật dạy, Bồ Tát trú trong thiền Ba La Mật, không được sắc, không được thọ tưởng hành thức, không được thí Ba La Mật cho đến bát nhã Ba La Mật, không được bốn niệm xứ cho đến trí nhất thiết trùng, không được tính hữu vi, không được tính vô vi, vì không được nên không làm, không làm nên không sinh, không sinh nên không diệt. Vì sao?
Vì dù có Phật hay không có Phật thì như như pháp tướng, pháp tính thường trú ấy vẫn chẳng sinh chẳng diệt, thường nhất tâm tu hành tương ứng với nhất thiết trí. Ấy là Bồ Tát trú trong thiền ba la mật, niết thủ bát nhã ba la mật. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, làm sao Bồ Tát trú trong bát nhã ba la mật, niết thủ thí ba la mật? Phật dạy: Bồ Tát trú trong bát nhã ba la mật, nội không chẳng thể có được, ngoại không chẳng thể có được, nội ngoại không chẳng thể có được, không không, không không chẳng thể có được, cho đến hết thảy pháp không, hết thảy pháp không chẳng thể có được. Bồ Tát trú trong 14 không ấy, không thấy tướng sắc hoặc không hoặc chẳng không, không thấy tướng thọ tưởng hành thức hoặc không hoặc chẳng không, không thấy tướng bốn niệm xứ hoặc không hoặc chẳng không, cho đến không thấy tướng vô thượng chánh đẳng chánh giác hoặc không hoặc chẳng không, không thấy tính hữu vi, tính vô vi hoặc không hoặc chẳng không. Bồ Tát như vậy trú trong bát nhã ba la mật, có bố thí gì hoặc ăn uống y phục đồ nuôi sống quán việc bố thí ấy là không, không những gì là người bố thí, người nhận thí và vật bố thí không, không sinh tâm sản lẫn. Vì sao? Vì Bồ Tát hành bát nhã ba la mật từ khi mới phát tâm cho đến khi hồi đạo tràng không có vọng tưởng phân biệt, như chư Phật khi chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác không có tâm lẫn tiếp. Bồ Tát cũng như vậy, khi hành bát nhã ba la mật không có tâm lẫn tiếc, cái mà Bồ Tát tôn quý là bát nhã ba la mật, ấy là Bồ Tát trú trong bát nhã ba la mật, nhiếp thủ thí ba la mật. Bạch Đức Thế Tôn, làm sao Bồ Tát trú trong bát nhã ba la mật, nhiếp thủ giới ba la mật? Phật dạy, Bồ Tát trú trong bát nhã ba la mật, không sinh tâm thành phần bích chi Phật. Vì sao? Vì thành phần bích chi Phật đối với Bồ Tát ấy không thể có được, tầm hướng đến thành phần bích chi Phật cũng không thể có được. Bồ Tát ấy từ khi mới phát tâm cho đến khi ngồi đạo tràng, ở khoảng trung gian ấy tự mình không sát sinh, không dạy người sát sinh, tán thán việc không sát sinh, hoan hỷ tán thán người không sát sinh, cho đến tự mình không tà kiến, dạy người không tà kiến, tán thán pháp không tà kiến, hoan hỷ tán thán người không tà kiến. Việc chỉ giới ấy không có pháp khả thủ hoặc địa vị thanh văn hoặc bích chi Phật, huống gì pháp khác, ấy là Bồ Tát trú trong bát nhã ba la mật, nhiếp thủ giới ba la mật. Bạch Đức Thế Tôn, làm sao Bồ Tát trú trong bát nhã ba la mật, nhiếp thủ nhẫn ba la mật? Phật dạy, Bồ Tát trú trong bát nhã ba la mật, tùy thuận pháp nhẫn sinh, nghĩ rằng trong pháp ấy không có gì, hoặc khởi hoặc diệt, hoặc sinh hoặc tử, hoặc chịu lời mắng nhiếp, hoặc chịu lời nói giữ, hoặc cắt hoặc xẻ, hoặc phá hoặc trói, hoặc đánh hoặc giết. Bồ Tát ấy từ khi mới phát tâm cho đến khi hồi đạo tràng, nếu chúng sinh đi đến mắng nhiếc nói dữ, dùng dao gậy, ngói đá, cắt xẻ, làm thương hại, tâm không lay động nghĩ rằng, thật quái lạ, trong đó không có cái gì chịu mắng nhiếc nói dữ, cắt xẻ, làm thương hại, mà chúng sinh vẫn chịu các khổ não. Ấy là Bồ Tát trú trong bát nhã ba la mật, nhiếp thủ nhẫn ba la mật. Bạch Đức Thế Tôn, làm sao Bồ Tát trú trong bát nhã ba la mật, nhiếp thủ tấn ba la mật? Phật dạy, Bồ Tát trú trong bát nhã ba la mật, vì chúng sinh thuyết pháp khiến tu thí ba la mật cho đến bát nhã ba la mật, dạy khiến tu bốn niệm xứ cho đến tám phần thánh đạo, dạy khiến được quả tu đà hoàn cho đến đạo bích chi Phật, dạy khiến được vô thượng chánh đẳng chánh giác, không trú trong tính hữu vi, không trú trong tính vô vi, ấy là Bồ Tát trú trong bát nhã ba la mật, nhiếp thủ tấn ba la mật. Bạch Đức Thế Tôn, làm sao Bồ Tát trú trong bát nhã ba la mật, nhiếp thủ thiền ba la mật? Phật dạy, Bồ Tát trú trong bát nhã ba la mật, trừ tam muội của chư Phật và được hết thảy tam muội khác, hoặc của thành phần, hoặc của bích chi Phật, hoặc của Bồ Tát, đều thực hành, đều vào được. Bồ Tát ấy trú trong các tam muội thuận và nghịch, ra và vào tám bội xả. Những gì là tám? Bên trong có sắc tướng, bên ngoài quán sắc, đó là bội xả đầu. Bên trong không có sắc tướng, bên ngoài quán sắc là bội xả hai. Bội xả thanh tịnh, tự thân tác chứng là bội xả ba. Qua khỏi hết thảy sắc tướng, diệt tướng, có đối đãi, không nghĩ đến các tướng, vào vô lượng hư không xứ là bội xả bốn. Qua khỏi hư không xứ và vô biên thức xứ là bội xả năm. Qua khỏi thức xứ vào vô sở hữu xứ là bội xả sáu. Qua khỏi vô sở hữu xứ vào phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ là bội xả bảy. Qua khỏi phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ vào diệt thọ tưởng xứ là bội xả tám. Đối với tám bội xả ấy, hoặc thuận hoặc nghịch, hoặc ra hoặc vào, chín thứ đệ định. Những gì là chín? Lìa dục, lìa pháp ác bất thiện, có giác có quán, lìa dục, sinh hỷ lạc vào sơ thiền, cho đến qua khỏi phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ vào diệt thọ tưởng định, ấy gọi là chín thứ lớp định, hoặc thuận hoặc nghịch ra vào,
Bồ Tát ấy nương tám bội xả, chín thứ lớp định và pháp tam muội sư tử phấn tấn. Thế nào gọi là tam muội sư tử phấn tấn? Đó là Bồ Tát lìa dục, lìa pháp ác bất thiện, có giác có quán, lìa dục sinh hỷ lạc vào sơ thiền, cho đến vào diệt thọ tưởng định. Từ diệt thọ tưởng định khởi lên, trở lại vào phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ. Từ phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ khởi lên, trở lại vào, cho đến sơ thiền. Ấy là Bồ Tát nương pháp tam muội sư tử phấn tấn vào tam muội siêu việt. Thế nào là tam muội siêu việt? Đó là Bồ Tát lìa dục, lìa pháp ác bất thiện, có giác có quán, lìa dục sinh hỷ lạc vào sơ thiền, từ sơ thiền khởi dậy vào cho đến phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ. Từ phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ khởi dậy vào diệt thọ tưởng định, từ diệt thọ tưởng định khởi dậy trở vào sơ thiền, từ sơ thiền khởi dậy vào diệt thọ tưởng định, từ diệt thọ tưởng định khởi dậy vào nhị thiền, từ nhị thiền khởi dậy vào diệt thọ tưởng định, từ diệt thọ tưởng định khởi dậy vào tam thiền, từ tam thiền khởi dậy vào diệt thọ tưởng định, từ diệt thọ tưởng định khởi dậy vào tứ thiền, từ tứ thiền khởi dậy vào diệt thọ tưởng định, từ diệt thọ tưởng định khởi dậy vào không xứ, từ không xứ khởi dậy vào diệt thọ tưởng định, từ diệt thọ tưởng định khởi dậy vào thức xứ, từ thức xứ khởi dậy vào diệt thọ tưởng định, từ diệt thọ tưởng định khởi dậy vào vô sở hữu xứ, từ vô sở hữu xứ khởi dậy vào diệt thọ tưởng định, từ diệt thọ tưởng định khởi dậy vào phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, từ phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ khởi dậy vào diệt thọ tưởng định, từ diệt thọ tưởng định khởi dậy vào trong tán tâm, từ trong tán tâm khởi dậy vào diệt thọ tưởng định, từ diệt thọ tưởng định khởi dậy trở lại vào trong tán tâm, từ trong tán tâm khởi dậy vào phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, từ phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ khởi dậy trở lại trú trong tán tâm, từ trong tán tâm khởi dậy vào vô sở hữu xứ, từ vô sở hữu xứ khởi dậy trú trong tán tâm, từ trong tán tâm khởi dậy vào thức xứ, từ thức xứ khởi dậy trú trong tán tâm, từ trong tán tâm khởi dậy vào không xứ, từ không xứ khởi dậy trú trong tán tâm, từ trong tán tâm khởi dậy vào đệ tứ thiền, từ trong đệ tứ thiền khởi dậy trú trong tán tâm, từ trong tán tâm khởi dậy vào đệ tam thiền, từ trong đệ tam thiền khởi dậy trú trong tán tâm, từ trong tán tâm khởi dậy vào đệ nhị thiền, từ trong đệ nhị thiền khởi dậy trú trong tán tâm, từ trong tán tâm khởi dậy vào sơ thiền, từ trong sơ thiền khởi dậy trú trong tán tâm. Bồ Tát ấy trú trong tam muội siêu việt được thật tướng các pháp, ấy là Bồ Tát trú trong bát nhã ba la mật, nhiếp thủ thiền ba la mật. Luận hỏi: cớ sao chỉ một ba la mật làm chủ? Đáp: nhân duyên tu hành có thứ lớp phải vậy. Bồ Tát có hai hạng, tại gia và xuất gia. Bồ Tát tại gia nhờ có phước đức nên giàu lớn, nhân giàu lớn nên cầu Phật đạo tu các ba la mật. Trước tiên nên tu bố thí. Vì sao? Vì đã có tài vật, lại biết tội phước, lại có tâm tử bi đối với chúng sinh, nên trước tiên tu hạnh bố thí rồi. Theo thứ lớp nhân duyên tu các ba la mật khác, Bồ Tát xuất gia vì không có tài vật. Theo thứ lớp nên tu chỉ giới nhẫn nhục thiền định, vì thích nghi nên gọi làm chủ. Trừ tài thí các ba la mật khác, người xuất gia nên thực hành. Bồ Tát lấy nhẫn ba la mật làm chủ, nguyện rằng: nếu có người đến cắt xẻo thân thể tôi, không nên sinh tâm sân giận. Này tôi tu đạo Bồ Tát, nên nhiếp thủ các ba la mật. Trong các ba la mật bố thí đứng đầu, trong việc bố thí vật quý trọng thương tiếc nhất không gì qua thân thể, mà có thể đem thí cho người không tiếc không giận. Như vậy đầy đủ nhẫn ba la mật, nhiếp thủ, bố thí. Bồ Tát trú trong nhẫn nhục, bố thí cho chúng sinh cơm áo đồ vật, lại bị người thân thí mắng ngược lại đánh đập Bồ Tát, muốn phá sự nhẫn nhục trong khi bố thí. Bồ Tát nghĩ rằng: ta không nên vì cái thân hư dối mà phá hủy đạo ba la mật. Ta nên bố thí không nên sinh tâm ác, không vì một chút ác nhỏ mà thối mất. Bồ Tát ấy trong khi mạng sắp hết, càng tăng thêm tâm bố thí. Nếu khi mạng trùng, nhờ có sức hai ba la mật kia, nên liền sinh vào chỗ tốt tiếp tục bố thí. Nhiếp thủ giới ba la mật là: hỏi, trong khi nhẫn nhục không làm ác tức là giới, cớ gì còn nói chú trong nhẫn nhục nhiếp thủ giới ba la mật, mà nên chú giới để nhiếp thủ nhẫn thì đúng hơn? Đáp: trong đây nói về tướng chứ không nói về thứ lớp phát sinh. Tuy hòa hợp mà mỗi tướng có khác nhau. Nếu theo thứ lớp thời phải trước giới sau nhẫn. Giới là không cướp mạng người, nhẫn là không tiếc mạng mình. Thế nên trong nhẫn nhục riêng nói tương giới. Lại nữa, nhẫn là tụ thu nhiếp tâm mình, không khởi lên sân hận. Còn trí giới có hai: một là không đắc hại chúng sinh, hai là tự mình làm, vì là cội gốc sinh ra thiền định.
Có vị Bồ Tát tu nhẫn nhục mà chưa thọ trì giới pháp, chỉ do sợ tội nên nhẫn nhục, chưa thể vì thương xót chúng sinh, người ấy hoặc theo thầy nghe hoặc tự suy nghĩ, trì giới là nhân duyên của Phật đạo không nhiễu hại chúng sinh, đàn này đã có thể nhẫn nhục, thì tu trì giới là việc dễ, ấy là nhẫn nhục có thể nhiếp thủ giới ba la mật. Lại nữa, nhẫn nhục là tâm số pháp, trì giới là sắc pháp. Trì giới là tâm sinh, miệng nói để thọ trì, còn nhẫn nhục thì chỉ là tâm sinh, chẳng phải thọ trì. Lại nữa, thân và miệng thanh tịnh gọi là trì giới, ý thanh tịnh gọi là nhẫn nhục. Hỏi, thiền và trí ba la mật cũng là tâm thanh tịnh, cớ gì chỉ nói nhẫn nhục? Đáp, thiền và trí sức lớn cho nên không nói, trong khi trì giới tâm chưa được thanh tịnh, cần phải có nhẫn nhục để giữ tâm. Trong kinh này tự nói nhân duyên, có Bồ Tát có công đức và trí tuệ lợi căn lớn, đối với trước Phật, hiện tại phát tâm tu các ba la mật, thế nên đời đời tăng trưởng cho đến khi được vô thượng chánh đẳng chánh giác không bị đọa ác xứ. Vị Bồ Tát ấy từ khi mới phát tâm cho đến khi ngồi đạo tràng không sinh tâm sân giận cướp mạng chúng sinh, cũng không đóng nhị thừa, đó là công đức của hai ba la mật, lìa ba thứ tâm hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ba tâm ấy là không có người, không có pháp, không có chỗ hồi hướng, không có tâm chấp ngã, tâm điên đảo. Nhiếp thủ tấn ba la mật là hoặc tự mình chứa nhóm công đức, hoặc vì độ chúng sinh mà phát tâm không giải đãi, cho đến thành tựu mọi việc. Nếu có nhân duyên chứng đạo, tâm không nghi, không thối, khảm chịu mọi khổ, không lấy việc khổ nhọc, lâu ngày làm khó. Như trong kinh nói, Bồ Tát ấy cho đến đi qua ngàn vạn do tuần, nếu không gặp được một người để giải tiến vào thật pháp được niết bàn, khi ấy tâm cũng không sầu. Nếu gặp giải kiến chỉ ngũ giới, bây giờ tâm hoan hỉ, không nghĩ rằng ta vượt qua vô lượng quốc độ ấy, mà chỉ gặp được một người này nên cho là xấu khổ. Vì sao? Vì tướng một người tức là tướng hết thảy người, tướng hết thảy người là tướng một người, vì tướng các pháp không hai. Nhiếp thủ thiền ba la mật là Bồ Tát ấy nhờ sức nhẫn nhục nên tâm được điều hòa nhu nhuyến, tâm điều hòa nhu nhuyến nên dễ được thiền định. Ở trong thiền định được tâm tâm số pháp thanh tịnh và từ bi hỷ xả, đều đem tâm không chấp trước hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhiếp thủ bát nhã ba la mật là Bồ Tát trú trong chúng sinh nhẫn, mọi nhẫn mọi điều ác của chúng sinh đưa đến, tu đại từ bi, vì thế nên được phước đức lớn. Được phước đức lớn tâm nhu nhuyến nên dễ được pháp nhẫn, nghĩa là hết thảy pháp tốt giáo vô sinh, trú trong pháp nhẫn ấy quán hết thảy pháp tướng không, tướng lìa, tướng vô tận, tịch diệt như tướng niết bàn. Bây giờ chọn lại tăng trưởng chúng sinh nhẫn, ở trong rốt giáo không như vậy, thì ai là người mắng, ai là người có hại? Khi ấy nhiếp thủ hà nhẫn, không thấy ba việc là pháp nhẫn, người nhẫn và chỗ nhẫn. Vì không hí luận hết thảy pháp như vậy, nên có thể thấy hết thảy pháp tướng không, tịch diệt như niết bàn. Vì bản nguyện cầu Phật đạo nên không đắm vào pháp rốt giáo không ấy, cho đến khi chưa ngồi đạo tràng không thủ chứng niết bàn. Khi đã ngồi đạo tràng nhiếp thủ Phật pháp, được Phật đạo truyền pháp luân, tùy ý làm lợi ích chúng sinh, những việc như vậy đều cho sức bát nhã ba la mật. Chú trong tấn ba la mật, nhiếp thủ thí ba la mật là Bồ Tát ban đầu dùng cửa tinh tấn để vào trong các ba la mật, siêng tu năm ba la mật, thần tâm tinh tấn không ngừng nghỉ, không đổi khác. Ở trong tinh tấn ấy không sợ khổ địa ngục a tỳ, huống gì khổ khác. Bồ Tát cũng biết hết thảy pháp rốt ráo không, từ rốt ráo không khỏi xuất. Vì tâm từ bi nên trở lại làm các thiện nghiệp mà không chứng niết bàn, ấy là sức tinh tấn. Bồ Tát ở trong tinh tấn nên nghĩ rằng ta lầu xà chắc sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác, không thể không được. Người ấy đi qua một do tuần cho đến trăm ngàn do tuần, dùng tài thí và pháp thí cho chúng sinh, cho đến đi qua trăm ngàn vạn ước quốc độ, giả sử không gặp được một người dễ dạy khiến vào ba thừa, tâm Bồ Tát cũng không hối không nghi, không nghĩ rằng ta trải qua bấy nhiêu Phật độ mà không gặp được một người khả độ, thời làm sao độ hết thảy người, trải qua trăm ngàn quốc độ, hoặc gặp được một người dạy khiến tu mười thiện, không trúng vào ba thừa, không vì một người không ngộ, được thật tướng mà ôm lòng khinh thường hối hận, lại nghĩ rằng ta này khiến người đó tu mười thiện đạo, dần dần đem đạo lý ba thừa để độ thoát cho họ, dạy tu mười thiện rồi lại đem tài và pháp bố thí đầy đủ cho chúng sinh, rồi đem công đức ấy hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, thần tâm tinh tấn trải qua vô số quốc độ vì chúng sinh thuyết pháp. Hỏi, tất cả việc bố thí đều do tinh tấn, cớ gì chỉ nói tài và pháp thí do tinh tấn phát sinh?
Đáp, tuy tất cả việc bố thí đều do tinh tấn phát sinh, nhưng nghĩa đầy nói do sức tinh tấn phát sinh nhiều hơn. Như kinh này nói, trải qua trăm ngàn quốc độ, đem hai việc bố thí đầy đủ cho chúng sinh. Chú trong tấn ba la mật, tiếp thủ giới ba la mật là Bồ Tát tu đủ 10 thiện đạo gọi là giới ba la mật, hoặc từ nhẫn nhục vân vân phát sinh. Nếu Bồ Tát từ khi mới phát tâm cho đến khi ngồi đạo tràng, bỏ 10 bất thiện đạo, tu 40 thiện đạo không ngừng nghỉ, ấy gọi là tinh tấn ba la mật. Có người chỉ một thứ thiện đạo không thể tu được, huống gì tu cả 4 thứ thiện đạo, cũng do tinh tấn ba la mật nên không sinh vào ba cõi, không thọ quả nhị thừa. Chúng sinh vì tâm phiền não giải đãi nên sinh vào ba cõi, vì nhàm chán sinh tử nên bỏ Phật đạo, cầu chứng tiểu thừa. Đó đều là tướng giải đãi, thế nên nói Bồ Tát không tham ba cõi, không cầu chứng nhị thừa. Chú trong tấn ba la mật, nhiếp thủ nhẫn ba la mật là Bồ Tát từ khi mới phát tâm cho đến khi ngồi đạo tràng, hoặc người hoặc phi nhân đi đến các dẻo thân thể mang đi, bây giờ Bồ Tát phá tâm điên đảo chấp ngã vì thiện nghiệp rốt ráo không, nên nghĩ rằng trong đây không có người cắt xẻo, việc ấy đều là phàm phu hư dối trông thấy, ta được lợi lớn. Khi ta biết thật tướng các pháp có thể vào niết bàn, nhưng vì thương xót chúng sinh nên thọ thân, chúng sinh tự đi đến mang đi, ta không nên tiếc. Bây giờ thân nhập thật tướng các pháp, trong thật tướng ấy không có định tướng, chúng sinh tự sinh sợ hãi, đem công đức ấy chia sẻ cho chúng sinh, cùng hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trong đây hoặc có người mắng nhiếc đánh hạ đều có thể nhẫn được, ấy gọi là nhẫn. Hoàn hỷ không thoái chuyển, ấy gọi là tinh tấn. Hai pháp ấy, hoặc từ tinh tấn sinh nhẫn nhục, hoặc từ nhẫn nhục sinh tinh tấn. Đây nói từ tinh tấn sinh nhẫn nhục. Chú trong tấn ba la mật, nhiếp thủ thiền ba la mật là có người tự nhiên được thiền định như trong thời kỳ kiếp tận, hoặc có người khi thối chuyển được, khi sinh ra được, hoặc sinh ở thượng địa đến hạ địa được. Tuy được thiền định như vậy, không từ tinh tấn sinh. Có người nhân đại bố thí mà phá năm triền cái là tham dục vân vân liền được thiền định, và có người chỉ giới thanh tịnh tu tập nhẫn nhục, nhân tâm có nhàm chán liền được thiền định, và có người do sức trí tuệ lớn biết cõi dục vô thường hư dối bất tịnh liền được thiền định. Thiền định tuy cũng hư dối nhưng vẫn hơn ở cõi dục. Tuy có tinh tấn như vậy, lại nhân nơi pháp khác được thiền định nên không gọi là từ tinh tấn sinh. Có người không nhân nơi năm pháp làm chủ, chỉ ngày đêm tinh tấn kinh hành tọa thiền, thường tranh đấu với tâm, do năm lực tín tấn niệm định tọa chế ngự đến cùng năm triền cái. Nếu tâm rong ruổi liền thu nhiếp trở lại như chiến đấu với giặc cho đến đổ mồ hôi, những người được thiền định như vậy là từ tinh tấn sinh. Hoặc có Bồ Tát độn căn vì tội cũ che lấp mà đắm sâu cái vui thế tục, dòng ruồi khó chế phục, người như vậy phải ra sức tinh tấn mới có thể được định. Thí như người có phước đức, an cư vô sự mà phước lộc tự đến, người phước mỏng siêng năng công việc, tranh đấu nhiều mới được, người có phước tự nhiên được gọi là phước đức tự đi đến, do siêng năng tranh đấu mới có được gọi là do tinh tấn mà được. Như vậy mọi nơi tuy có tinh tấn nhưng theo nơi nhiều mà gọi tên. Chú trong tấn ba la mật, nhiếp thủ bát nhã ba la mật là Bồ Tát do sức tinh tấn nên được thiền ba la mật, được thiền ba la mật nên phát sinh thần thông. Do hai việc ấy, dùng sức thần thông đi khắp mười phương, công đức chưa đầy đủ, muốn làm cho đầy đủ, lại muốn giáo hóa chúng sinh, trừ trí tuệ sinh ra từ bốn ba la mật, các trí tuệ khác phần nhiều từ tinh tấn sinh, nên lấy tinh tấn làm chủ để nhiếp thủ trí tuệ. Bát nhã hay ba la mật có hai, một là quán thật tướng các pháp, trong đó không thấy tướng pháp, không thấy tướng phi pháp. Hai là tu hành đúng như nói, người có tâm giải đãi không thể làm hai việc, nhờ có sức tinh tấn mới làm hai việc đầy đủ. Chú trong thiền ba la mật làm chủ nhiếp thủ năm ba la mật là Bồ Tát chú trong thiền ba la mật tâm điều hòa nhu nhuyễn không lay động, có thể quan sát thần tướng các pháp. Thí như trong nhà kín đốt đèn, ánh sáng tỏa chiếu, ấy gọi là ở trong thiền ba la mật phát sinh trí tuệ, bây giờ không não hại chúng sinh, lại ra tầm thường xót, ấy gọi là trì giới thanh tịnh và nhẫn nhục. Do sức thần thông biến hóa tài vật bố thí đầy đủ, lại khiến người biến hóa ấy nói pháp. Lại Bồ Tát từ thiền khỏi dậy, do tâm thanh tịnh nhu nhuyễn vì chúng sinh thuyết pháp, ấy gọi là bố thí, nhân sức thiền định phát khởi thần thông đi khắp mười phương dẫn đạo lợi ích tất cả mà không giải đãi, ấy gọi là tinh tấn. Lại nhân thiền định làm cho bốn ba la mật được tăng ích, ấy gọi là từ thiền định sinh tinh tấn. Các nghĩa khác như trong kinh này đã nói rộng. Chú trong bát nhã ba la mật
làm chủ nhiếp thủ năm ba la mật là như trong kinh này Phật tự nói rộng. Hỏi: tùy Phật nói rộng mà trong ấy còn có người không hiểu, nên ngài sẽ hỏi trong 18 không cớ gì chẳng nói 4 không cuối cùng. Đáp: cái không thứ 14 là nhất thiết pháp không, nó nhất thiết tức là trùm khắp tất cả pháp, thế nên không nói. Hỏi: nếu như vậy chỉ nên nói 14 cớ gì lại có 18 không? Đáp: trong kia phân biệt tất cả pháp tướng không, tất cả không đều tổng nhất vào 18 không. Trong này vì hành giả mà nói, hành giả hoặc tu 10, 20 cho đến 14 không, tùy theo chỗ chấp trước nhiều hay ít. Có người chấp trước tà kiến sâu nặng, thời dùng 4 không còn lại, vì cớ sao? Vì hữu pháp, vô pháp, vân vân là tà kiến ngoại đạo. Bồ Tát tu từ bi tâm nhu nhuyễn, nên không sinh tà kiến chấp có chấp không như vậy. Lại nữa, Bồ Tát lấy 14 không huân tập tâm, nên ở trong có và không rõ ràng, không sai lầm, thế nên không nói 4 không cuối cùng. Hỏi: cớ sao nói Bồ Tát giống như Phật, không có tầm tham trước, câu nói ấy có nghĩa gì? Đáp: Phật dứt các phiền não tập khí, không còn sinh khởi. Còn Bồ Tát, do sức bát nhã chế phục, làm cho không khởi. Này muốn tán thán sức bát nhã, nên tùy kết sử chưa dứt, mà sức bát nhã nơi Bồ Tát cùng với Phật đã dứt kết sự không khác. Để khiến người ta biết quý sức bát nhã mà phát tâm nghĩ rằng trong đây không có pháp hoặc sinh hoặc diệt, hoặc chịu sự mắng nhiếc cắt xẻ. Hỏi: đây tức là vô sinh nhẫn, cớ sao lại nói là nhu thuận nhẫn? Đáp: trong đây nói cốt phá giả danh chúng sinh do năm uẩn hòa hợp, chứ không thể phá pháp. Thế nên kinh nói không có kẻ sinh diệt, không có ai chịu mắng nhiếc, là người ấy phá ngã, tùy quán pháp không mà chưa thể thâm nhập, nên vẫn còn ưa đắm pháp, như được vô sinh pháp nhẫn mà vẫn có tâm từ bi thương xót chúng sinh, ở trong nhu thuận nhẫn cũng có niệm về pháp không. Trong hai pháp ấy, một là ở nơi chúng sinh không thể có được nên gọi là chúng sinh nhẫn, hai là ở nơi pháp không thể có được nên gọi là pháp nhẫn. Pháp nhẫn không trở ngại chúng sinh nhẫn không trở ngại pháp nhẫn, chỉ có sâu cạn khác nhau. Hỏi: tam muội siêu việt không được siêu hai bậc, lại không từ tán tâm mà vào diệt tận định, cớ gì trong đây nói như vậy? Đáp: pháp đại tiểu thừa khác nhau. Không siêu hai bậc là trong pháp tiểu thừa nói, còn Bồ Tát có vô lượng phước đức và trí tuệ, thâm nhập thiền định nên có thể tùy ý siêu việt. Như lực sĩ, người nhảy không quá vài trượng, nếu lực sĩ trời nhảy không kể gần xa. Lại trong A Tỳ Đàm đều vì hàng phàm phu và thanh văn mà nói, Bồ Tát thời không vậy, do lực trí tuệ vào tam muội sư tử phấn tấn, có thể tự tại đối với các pháp, do lực bát nhã có thể tùy ý thuyết pháp tự tại thích ứng với chúng sinh. Lại có Bồ Tát tù bát nhã ba la mật nhiều, biết thật tướng các pháp an trú bất động, hết thảy thế gian trời người không thể cật nạn làm khuynh động được. Nếu được tài vật bố thí hài hạ, hoặc là thí cho Phật, hoặc thí cho chúng sinh, vì chúng sinh không nên tâm kệ bình đẳng, không quý trọng chư Phật, không khinh dễ chúng sinh. Nếu thí cho người nghèo mà khinh dễ nên phước ít, nếu thí cho Phật mà vì đám trước nên phước không đầy đủ. Nếu đem vàng bạc vật báu và cỏ cây để bố thí vì pháp không nên cũng bình đẳng không khác. Dứt các vọng tưởng phân biệt các pháp một hoặc khác vào pháp môn không hai mà bố thí, ấy gọi là tài thí. Pháp thí cũng như vậy, không tham quý người có trí biết thọ pháp thí, không khinh chê người vô trí không biết pháp. Vì sao? Vì Phật pháp vô lượng, không thể nói, không thể nghĩ bàn. Như nói pháp bố thí thiền cận và nói 12 nhân duyên không vô tướng vô tác, không vô tướng vô tác là pháp thậm thâm bình đẳng không sai khác. Vì sao? Vì pháp ấy đều vào trong tịch diệt không hí luận, như vậy là từ bát nhã sinh bố thí. Lại nữa, Bồ Tát ấy đem công đức tùy hỷ đối với ba thứ tu hành của 10 phương chư Phật và đệ tử, đều chia sẻ cho chúng sinh cùng hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác do được trí tuệ, nên không có việc gì không thí và chia sẻ phước đức cho chúng sinh. Lại có Bồ Tát trong kỳ bố thí sinh các tâm tốt nhổ sạch cội gốc sân tham mà thực hành bố thí, đem tâm từ bố thí nên dứt sân giận, thấy người lãnh thọ được vui thì hoan hỷ nên dứt tâm tật đố, lấy tâm cung kính mà bố thí nên phá tâm nghi và vô minh, không nghĩ rằng người cho và người lãnh thọ có tướng nhất định nên phá tà kiến chấp có chấp không, xem người lãnh thọ như Phật, xem vật bố thí như tướng vô thượng chánh đẳng chánh giác, xem thân mình từ xưa lại đây rốt ráo không,
Nếu như vậy, bố thí không hư dối, thời được thẳng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các tướng như vậy gọi là từ bát nhã ba la mật sinh bố thí ba la mật. Lại nữa, Bồ Tát thâm nhập bát nhã ba la mật thanh tịnh, nên chẳng phải không có chúng sinh mà có thể thọ trì mười thiện giới. Vì muốn phá tâm điên đảo sát sinh, nên có giới không sát sinh, chứ không phải trong thật tướng có giới đó. Lại nữa, có người giữ giới không sát sinh đối với chúng sinh ở 100 do tuần, có người giữ giới không sát sinh đối với chúng sinh trong một cõi diêm phù đà. Như vậy là giữ giới đối với chúng sinh có hạn lượng, hoặc giữ giới trong một ngày, hoặc giữ 5 giới, 10 giới. Như vậy là giữ giới có hạn lượng. Bồ Tát Tù Bát Nhã giữ giới đối với chúng sinh trong vô lượng quốc độ, không vì một đời hay hai đời, như hư không pháp tính thật tế, vì tướng xuất giáo không, nên không chấp thủ giới tướng, không ghét phá giới, không trước chỉ giới. Ấy là từ bát nhã ba la mật phát sinh giới đầy đủ, không có phân biệt. Nhẫn có hai thứ, một là chúng sinh nhẫn, hai là pháp nhẫn. Bồ Tát thâm nhập bát nhã ba la mật nên được pháp nhẫn, có thể tin thọ vô lượng Phật pháp, tâm không có phân biệt thị phi, tướng như vậy gọi là từ trong bát nhã sinh nhẫn nhục. Lại có Bồ Tát do siêng năng đầy đủ năm ba la mật nên tu bát nhã ba la mật, được thật tướng các pháp, dứt bà nghiệp, thần không tạo tác, miệng không nói năng, tâm không niệm tưởng. Nhưng người trong mộng thấy mình chìm trong biển cả, cử động tay chân mong qua khỏi, đến khi thức dậy tâm mộng liền dứt. Ấy là từ trong bát nhã ba la mật phát sinh sức tinh tấn. Như trong kinh Chỉ Tâm nói, ta có được sức tinh tấn nên ở chỗ Phật nhiên đang được thọ ký. Phật dạy, lìa trí tuệ thời không có thiền định, phải nhờ sức trí tuệ mới được thiền định. Thế nên từ trí tuệ sinh thiền định. Như Phật nói trong kinh Bích Chi Phật, có một quốc vương thấy hai con trâu được vì dâm dục nên đấu nhau chết. Vua tự giác ngộ rằng, ta do tài sắc nên trình phạt các nước khác, thời có khác gì đây? Liền lìa bỏ năm dục được thiền định thành Bích Chi Phật. Bồ Tát cũng như vậy, do ít nhiều nhàm chán năm dục, chủ lượng cái vui năm dục với cái vui thiền định thật cách xa nhau. Ta há có thể vì chút ít cái vui năm dục mà bỏ mất cái vui thiền định sao? Cái vui thiền định là cái vui phước đức thanh tịnh tràn khắp thân tâm. Như vậy từ trí tuệ phân biệt phát sinh thiền định. Nghĩa chữ thiền định như trong kinh đã nói. Lại nữa, Bồ Tát từ trong vô lượng kiếp vì Phật đạo nên gieo trồng căn lành, lìa năm dục nên đối với các thiền định được tự tại, thâm nhập như như phát tính thật tế. Do sức tinh tấn phương tiện từ bi nên ra khỏi pháp thậm thâm, trở lại tu các công đức. Người ấy đã thắng phục tâm mình, trong một niệm có thể tu sáu ba la mật. Nghĩa là Bồ Tát trong khi bố thí đúng như pháp xả bỏ tài vật, ấy là thí ba la mật. An trú trong mười thiện đạo mà bố thí, không hướng đến nhị thừa, ấy là giới ba la mật. Nếu có các phiền não sa tham vân vân và ma dần đi đến không thể làm động tâm, ấy gọi là nhẫn ba la mật. Trong khi bố thí thân tâm tinh tấn không ngừng nghỉ, ấy gọi là tấn ba la mật. Nhiếp tâm vào việc bố thí không tán loạn, không nghi không hối, hướng thẳng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, ấy gọi là thiền ba la mật. Trong khi bố thí, người cho, người thọ nhận và tài vật đều không thể có được, không như những người tà kiến chấp thủ tướng, vọng thấy có tướng nhất định. Như chư Phật hiền thánh xem tướng tài vật, tướng người nhận người cho và tướng chỗ hồi hướng. Khi pháp thí cũng như vậy, ấy gọi là bát nhã ba la mật. Bồ Tát thọ đủ các giới, thiện tâm khởi lên, tránh ngữ, tránh nghiệp, ba thứ luật nghi, giới luật nghi, thiền định luật nghi và vô lậu luật nghi. Ở trong giới ấy, bố thí sự không sợ cho chúng sinh. Ấy gọi là thí ba la mật, các phiền não dâm dục, sân giận, muốn làm phá giới đều có thể chế phục, có thể nhẫn nhịn. Lại nữa, bị người đến mắng nhiếc đánh hại vì sợ phá giới nên nhẫn nhịn không đáp trả. Lại, gặp sự đói khát lạnh nóng các khổ bức bách vì giữ giới nên đều có thể nhẫn chịu, ấy gọi là nhẫn ba la mật. Phân biệt các giới tướng nặng nhẹ có tàn dư hoặc không tàn dư, nhân duyên gốc ngọn hoặc ngăn không cho làm, đó là tâm tinh tấn. Hành trì đúng như giới pháp, có phạm thời hạ ý sám trừ, ấy gọi là thân tinh tấn. Do tinh tấn chỉ giới ấy nên không cầu làm vua trời vua người cho đến không chứng niết bàn tiểu thừa, mà chỉ vì giới là chú xứ của Bồ Tát đạo, do chỉ giới có thể tu tập cả năm ba la mật, ấy gọi là tinh tấn ba la mật. Bồ Tát nếu chỉ giới thanh tịnh thời không lìa thiền định. Vì sao? Vì chỉ giới thanh tịnh thời phá các phiền não, tâm được điều hòa chế phục, thí như tuổi già cướp hết sức trẻ, chết đến dễ tan hoại. Hành giả vì không được thiền định
nên niệm tưởng năm dục sinh năm triển cái xâm hại việc trì giới. Thế nên vì trì giới được kiên cố cầu các vui thiền định. Thiền định là thu nhiếp tâm tâm số pháp hòa hợp một nơi gọi là thiền định. Hành giả trừ được nghiệp thân, miệng ác phá giới, tiếp trừ ba ác giác quán. Vậy sao trừ ba giác quán vì thế? Nghĩa là giác quán về quốc độ, về bà con và về bất tử. Trừ được như vậy rồi liền được thiền định, ấy gọi là thiền ba la mật. Trong kỳ trì giới, biết giới có thể phát sinh quả báo công đức đời này đời sau như vậy, ấy gọi là trí tuệ. Lại nữa, giới, trì giới, người phá giới, ba việc đó đều không thể có được, ấy gọi là trí tuệ. Người có ba hạng, người hạng dưới phá giới, người hạng giữ chấp trước giới, người hạng trên không chấp trước giới. Bồ Tát suy nghĩ, nếu ta ghét phá giới và người phá giới, ưa giới và người giữ giới mà sinh tâm ưa ghét thời trở lại, chịu tội nghiệp, thì như vòi tắm xong, giờ lại lấy bùn đất bôi lên mình, do vậy không nên sinh tâm yêu ghét. Lại nữa, hết thảy pháp đều thuộc nhân duyên không được tự tại, các thiện pháp đều nhân ác pháp sinh. Nếu nhân ác pháp sinh, làm sao chấp trước được? Ác pháp nhân thiện pháp sinh, làm sao ghét bỏ được? Suy nghĩ như vậy, đi thẳng vào thật tướng các pháp, quán việc trì giới và phá giới từ nhân duyên sinh nên không được tự tại. Không được tự tại nên rốt ráo không nên không chấp trước, ấy gọi là bát nhã ba la mật. Bồ Tát trong khi tu nhẫn nhục nghĩ rằng, nếu chúng sinh đi đến cắt xẻ thân ta, ta liền bố thí không để cho chúng sinh mắc tội trộm cướp. Hoặc khi tù nhẫn nhục, nhân nhẫn nhục thuyết pháp, dù mỗi mỗi nhân duyên phân biệt thế gian, niết bàn khiến cho chúng sinh trú trong sáu ba la mật được chúng sinh nhẫn. Lấy thân bố thí gọi là tài thí, được pháp nhẫn, thẩm nhập các pháp, vì chúng sinh thuyết giảng, ấy là pháp thí. Hai thí ấy từ hai nhẫn sinh gọi là thí ba la mật. Bồ Tát khi tù nhẫn nhục, còn không thiết thân mạng, cũng gì não hại chúng sinh để mắc tội phá giới. Thế nên nhân nhẫn mà chỉ giới, thương xót chúng sinh, muốn độ thoát cho họ. Chỉ giới là chú xứ an lập hết thảy thiện pháp, ấy gọi là giới ba la mật. Bồ Tát ở trong nhẫn nhục, thân tâm sinh tu bốn ba la mật, ấy gọi là tinh tấn. Ở trong nhẫn nhục, tâm điều hòa nhu nhuyến, không đắm chấp nam dục, nhất tâm một nơi. Ta đối với chúng sinh có thể nhẫn nhục như đất, ấy gọi là thiền ba la mật. Bồ Tát biết quả báo của nhẫn nhục là được thân tướng hảo trang nghiêm. Bồ Tát tu nhẫn hay chướng ngại các phiền não, hay nhẫn chịu sự xấu ác của chúng sinh, hay nhẫn chịu các pháp thâm diệu, về sau được thật tướng các pháp. Khi ấy thân tâm hành giả được vô sinh pháp nhẫn, tức là bát nhã ba la mật. Bồ Tát chú trong tinh tấn sinh các ba la mật là tinh tấn là căn bản của hết thảy điều lành. Lìa tinh tấn thời không có được thiện pháp, nhưng chỉ do sức tinh tấn nhiều mà phát sinh năm ba la mật nên gọi là tinh tấn sinh. Bồ Tát thường tu ba cách, bố thí chưa từng lìa bỏ, ấy gọi là thí ba la mật. Bồ Tát có chánh nghiệp về thân miệng, hướng thẳng đến Phật đạo, không tham nhị thừa, ấy gọi là giới ba la mật. Siêng tu tinh tấn, có người đi đến hủy hoại Bồ Tát đạo, Bồ Tát có thể nhẫn chịu không lay động, ấy gọi là nhẫn ba la mật. Bồ Tát tùy tu các pháp, tâm không tán loạn, nhất tâm niệm tưởng nhất thiết trí, ấy gọi là thiền ba la mật. Có hai cách tinh tấn, một là động tướng, tức là thần tâm siêng tu, hai là dứt hết hí loạn nên thần tâm bất động. Bồ Tát tùy siêng tu động tinh tấn, cũng không lìa bất động tinh tấn, bất động tinh tấn không lìa bát nhã ba la mật. Bồ Tát do sức thiền định mà tâm từ bi nên bố thí sức không sợ cho chúng sinh, hoặc do sức thiền định nên biến ra làm bảo vật nhiều núi tù gì, làm đầy đủ cho tất cả, mưa các hoa, hương hòa cúng dường chư Phật và bố thí cho chúng sinh nghèo cùng áo chăn ăn uống, hoặc vào trong thiền định vì mười phương chúng sinh thuyết pháp, ấy gọi là thí ba la mật. Trong đây, tùy theo thiền định mà hành thiện nghiệp thân, thiện nghiệp miệng, lìa tâm thanh văn bích chi Phật, ấy gọi là giới ba la mật. Bồ Tát vào thiền định được cái vui thanh tịnh, nhu nhuyến, có thể không đắm thiền định, nhờ sức thiền định nên thâm nhập các pháp không, hay nhẫn chịu pháp ấy, tâm không nghi hối, ấy gọi là nhẫn ba la mật. Bồ Tát khi nhẫn nhục muốn sinh khởi các tam muội như tam muội siêu việt, tam muội sư tử phấn tấn vân vân và vô lượng tam muội khác không ngừng nghỉ, ấy gọi là tinh tấn ba la mật. Nhờ sức thiền định tâm thanh tịnh không lay động, có thể vào thật tướng các pháp. Thật tướng các pháp tức là bát nhã ba la mật. Bồ Tát tu bát nhã ba la mật hay quán bà tướng bố thí như vô lượng, diệt các hí luận về chẳng phải có chẳng phải không, ấy gọi là thí ba la mật trong vô lượng vô tận bát nhã. Thân và khẩu nghiệp hành theo bát nhã,
Vì được bát nhã nên có thể chỉ giới thanh tịnh bền chắc, ấy gọi là giới ba la mật. Chú trong bát nhã, chúng sinh nhẫn, pháp nhẫn càng thanh tịnh sâu xa, ấy gọi là nhẫn ba la mật. Từ bát nhã, thần tâm của Bồ Tát được thanh tịnh, được bất động tinh tấn, xem động tinh tấn như viễn như mộng. Vì được bất động tinh tấn nên không vào niết bàn, ấy gọi là tinh tấn ba la mật. Bồ Tát tu từ vô ngại bát nhã ấy nên tùy thường vào thiền định, nhưng vì được sức bát nhã ba la mật nên không ra khỏi thiền định mà vẫn có thể độ thoát chúng sinh, ấy gọi là thiền ba la mật. Như vậy Bồ Tát nhờ trí tuệ lanh lợi ở trong một tâm, trong một lúc có thể đầy đủ sáu ba la mật. Hết cuốn 81 theo bản Hán.